diễn viên Thu Quỳnh bất ngờ khoe ảnh cưới sau 7 năm ly hôn chí nhân. Thân thế ông sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Hà Việt Dũng bất ngờ chia sẻ ảnh hậu trường phim Hành Trình Công Lý đóng cùng Thu Quỳnh. Điều đáng nói là nội dung bức hình cùng caption ảnh cưới độc lạ của Nguyệt Ngót và Hùng hiếm muộn. Đây là lần đầu tiên Thu Quỳnh và Hà Việt Dũng đóng vai vợ chồng cùng nhau. Trước đó, cả hai từng hợp tác một số phim, trong đó có Ngược Chiều Nước Mắt, Thu Quỳnh vào vai chị dâu của Hà Việt Dũng. Lần này, Hà Việt Dũng và Thu Quỳnh nên duyên vợ chồng, cùng làm việc ở Viện Kiểm sát Nhân dân. Tuy nhiên, cặp đôi chưa có con sau thời gian dài kết hôn. Điều này khiến hai người đôi khi xảy ra mâu thuẫn. Hùng thoải mái và không bận tâm điều này nhưng Nguyệt luôn bị áp lực từ nhiều phía về chuyện con cái. Ngoài đời thường, Hà Việt Dũng kết hôn với bà xã người dân tộc Thái sinh năm 1993, kém anh 6 tuổi. Nam diễn viên vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm nên khi anh tổ chức đám cưới ở quê nhà, rất nhiều người bất ngờ. Trong khi đó, Thu Quỳnh chưa hé lộ thêm về chuyện tình cảm mới sau khi ly hôn nam diễn viên chí nhân. 7 năm sau khi chia tay, cô tạo dựng cho mình sự nghiệp diễn xuất ổn định, kinh tế vững chắc khi mua một căn hộ hạng sang năm 2019, tậu xế hộp mới. Thu Quỳnh thành công trong nhiều vai diễn đa dạng như các phim Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Về nhà đi con, Ngược chiều nước mắt, Sống chung với mẹ chồng.